Kỳ sinh Hoa hậu Việt Nam vừa làm đẹp vừa chăm lo sức khỏe. Lịch trình tập luyện khá dày của vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam HHVN 2022 là thử thách với các cô gái trẻ. Hầu hết thí sinh đều điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe, sức bền cho hành trình kéo dài gần một tháng. Mai Trang, Thảo, thí sinh đến từ Quảng Nam, tiết lộ từ khi tham gia vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô chăm chỉ tập luyện thể thao hơn dù các buổi học vũ đạo, catwalk gần như chiếm trọn quỹ thời gian trong ngày. Buổi tập đầu tiên khi vào vòng chung khảo, tôi đuối sức và không thể thực hiện hết động tác mà huấn luyện viên hướng dẫn. Những ngày sau, tôi ý thức mình phải tăng cường sức khỏe bằng cách tranh thủ tập gym, tập yoga khi có thời gian rảnh, cố gắng đi ngủ sớm nhất có thể, Trang Thảo nói. Mai Trang Thảo có mái tóc dài, đen nhánh. Bố muốn con gái giữ được những nét đẹp truyền thống của người con gái Việt, đặc biệt là mái tóc dài suôn mượt. Nữ sinh trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh bật mí cô hạn chế sử dụng hóa chất, thường xuyên massage da đầu để tóc chắc khỏe. Mái tóc dài khiến Trang Thảo vất vả hơn đôi chút khi tham gia những buổi tập kéo dài từ sáng sớm tới tối muộn, song cô tự hào khi sở hữu mái tóc đẹp tự nhiên. Sau cuộc thi, Thảo định xin phép gia đình cắt tóc ngắn để hiến tặng cho bệnh nhân ung thư vú. Bổ sung vitamin, uống đủ nước là cách để thí sinh Nguyễn Ngọc Mai đảm bảo sức khỏe với lịch tập kín tuần. Từng du học 4 năm ở Hà Lan và Tây Ban Nha, cô quen với cuộc sống tự lập và biết cách tự chăm sóc bản thân. Trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022, người đẹp đến từ Hà Nội tăng cường tập thể dục, rèn thêm các bài tập về sức bền. Cô học thêm một số bộ môn mới như cầu lông, đấm bốc. Ngọc Mai tiết lộ đã quen với cường độ tập luyện cao. Ngoài sức khỏe thể chất, tôi chú trọng sức khỏe tinh thần, cố gắng giữ sự lạc quan, tích cực trong suốt hành trình thi, Ngọc Mai chia sẻ. Phan Phương Oanh, nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân, là một trong số những cô gái thích nghi khá tốt với lịch trình của cuộc thi. Phương Oanh chăm chỉ tập thể hình trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô đặc biệt yêu thích món cơm gà do ban tổ chức chuẩn bị cho thí sinh. Không chỉ chăm sóc nhan sắc, Oanh còn lưu tâm bổ sung những món ăn giàu dinh dưỡng sau các buổi tập để tăng sức bền.